Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LDC. Ở tập trước, Tiêu Viêm đã thành công luyện chế thất phẩm đan sơ khỏa bồ đan. Khi mà lôi kiếp xuất hiện, Tiêu Viêm đã triệu hồi ra địa âu khôi hấp thụ đan lôi. Chúng ta sang tới nội dung của đấu phá thương không phần 5 tập 108. Tiêu Viêm đưa địa âu khôi trở lại nạp giới, rồi nhìn vào dược đỉnh nơi có một quả đan dược màu xanh hồng đang xoay tròn và tỏa ra mùi hương dễ chịu. Đây chính là hỏa bồ đan. Khi mà nắp đỉnh mở ra, đan dược phát sáng và cố gắng bay trốn. Thế nhưng Tiêu Viêm nhờ Đường Chấn giúp bắt lại. Đường Chấn thành công và đưa đan dược vào bình ngọc. Ông cảm ơn Tiêu Viêm, thế nhưng Tiêu Viêm chỉ khiêm tốn nói rằng mình chỉ làm nhiệm vụ. Cuối cùng Tiêu Viêm kiệt sức và gật đi, tự nhủ rằng việc luyện chế đan dược thất phẩm cao cấp thật sự không dễ dàng. Tiêu Viêm tỉnh lại sau 5 ngày hôn mê và phát hiện ra rằng mình nằm ở trên một chiếc giường mềm mại trong một căn phòng thoang thoảng hương thơm. Khi mà kiểm tra, anh thấy cơ thể và linh hồn của mình đã hồi phục lại nhiều sau khi luyện chế hỏa bồ đan. Thiên Hỏa Tôn Giả đã hồi phục ít nhiều nhờ Thiên Sơn Huyết Đàm. Cho chuyện với Tiêu Viêm, Thiên Hỏa Tôn Giả cần thân thể mới để khôi phục lại thực lực đấu tôn. Tiêu Viêm hứa sẽ sớm luyện chế thân thể cho Thiên Hỏa Tôn Giả. Điều này cần sinh cốt dung huyết đan, máu ma thú thất cấp và hài cốt cường giả đấu tông. Trong đó, sinh cốt dung huyết đan chỉ là đan dược thất phẩm đỉnh phong, có thể cứu sống người hấp hối và được coi là đan dược bát phẩm nhờ hiệu quả thần kỳ của nó. Tiêu Viêm hiện là một luyện dược sư thất phẩm, không tự tin trong việc luyện chế sinh cốt dung huyết đan, một đan dược thất phẩm đỉnh phong với tỷ lệ thành công khá là thấp. Ngay cả những luyện dược sư lâu năm cũng gặp khó khăn khi mà chế tạo nó. Do đó, Tiêu Viêm quyết định tìm một loại đan dược khác thay thế, đó chính là âm dương mệnh hồn đan, có công hiệu tương tự nhưng là đan dược thất phẩm trung cấp, dễ chế tạo hơn. Sau khi tìm thấy phương thuốc ở trong giới chỉ, anh bắt đầu thu thập nguyên liệu để luyện chế. Thiên Hỏa Tôn Giả đồng ý với kế hoạch này và nhắc nhở Tiêu Viêm tu luyện ngũ luân ly hỏa pháp, một đấu kỹ địa giai cao cấp để nâng cao thực lực. Sau cuộc trò chuyện, Tiêu Viêm rời khỏi phòng, sẵn sàng tiếp tục nhiệm vụ của chính mình. Khi mà Tiêu Viêm tỉnh lại và bước ra khỏi phòng, anh gặp Đường Hòa Nhi trong một khu vườn đầy hoa. Đường Hòa Nhi với sự tự nhiên và hiên ngang, cảm ơn Tiêu Viêm đã giúp đỡ. Cô dẫn Tiêu Viêm đi gặp phụ thân của mình và hỏi về sự quan tâm của Tiêu Viêm đối với Thiên Hỏa Tam Biến Biến. Tiêu Viêm chỉ nói rằng bí pháp này rất là phù hợp với anh. Đường Hòa Nhi cảnh báo rằng việc đạt được bí pháp này không dễ dàng. Thế nhưng Tiêu Viêm quyết tâm thử sức. Cả hai sau đó đi qua nhiều đệ tử của phần Viêm Cốc để đến đại điện. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chính là bí pháp của phần Viêm Cốc, không thể truyền ra bên ngoài theo quy định. Mặc dù Đường Chấn cốc chủ đã đồng ý, thế nhưng vẫn cần sự chấp thuận của trưởng lão hội, gồm những người rất là khó đối phó. Khi mà Tiêu Viêm và Đường Hòa Nhi vào đại điện, Tiêu Viêm gặp Đường Chấn và các trưởng lão, trong đó Tam trưởng lão Ngô Thần cảm ơn Tiêu Viêm thế nhưng từ chối việc trao bí pháp. Đường Chấn khẳng định quyền quyết định của mình, thế nhưng mà nhị trưởng lão nghi ngờ lai lịch của Tiêu Viêm. Sau khi Tiêu Viêm lộ diện, nhị trưởng lão nhận ra anh chính là Tiêu Viêm, người nổi tiếng gần đây vì đánh bại Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các. Trong đại điện, khi nhị trưởng lão của phần Viêm Cốc tiết lộ Tiêu Viêm là người từng một mình đối đầu với Phong Lôi Các, mọi người đều ngạc nhiên. Họ không ngờ người thanh niên này ngoài việc là một luyện dược sư xuất sắc ra còn có sức mạnh đáng kể như vậy. Nhị trưởng lão chất vấn Tiêu Viêm về việc sở hữu Tam Thiên Lôi Động và mong muốn Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Thế nhưng Tiêu Viêm thản nhiên trả lời. Đường Chấn cốc chủ của phần Viêm Cốc cam đoan sẽ giữ lời hứa với Tiêu Viêm, thế nhưng yêu cầu anh phải vượt qua khảo nghiệm như các đệ tử trung tâm. Nhị trưởng lão đề xuất chính mình sẽ đích thân khảo nghiệm Tiêu Viêm, và nếu anh có thể chống đỡ được 10 hồi, việc trao Thiên Hỏa Tam Huyền Biến sẽ do cốc chủ quyết định. Khi mà nhị trưởng lão đề nghị tự mình khảo nghiệm Tiêu Viêm, cả đại điện im lặng vì biết rằng nhị trưởng lão chỉ là đấu tông đỉnh phong, gần tiến cấp vào đấu tôn, sức mạnh quá chênh lệch so với Tiêu Viêm. Đường Hòa Nhi và các trưởng lão đều bất mãn vì điều này quá bất công. Đường Chấn đề nghị Tiêu Viêm đấu với Đường Hòa Nhi, thế nhưng mà nhị trưởng lão phản đối và đề xuất để Tam trưởng lão Ngô Thần khảo nghiệm. Tiêu Viêm đồng ý vì biết rằng không dễ dàng lấy được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến nếu không theo ý của họ. Đường Chấn cảnh báo Tiêu Viêm về khó khăn của khảo nghiệm, thế nhưng Tiêu Viêm tự tin với sức mạnh mới của chính mình. Tam trưởng lão và Tiêu Viêm quyết định ra ngoài sân để quyết đấu với sự theo dõi của các đệ tử ở trong cốc. Bên ngoài đại điện chính là một khu đất trống rộng rãi, xung quanh được bao bọc bởi rừng cây xanh um. Tiêu Viêm đứng yên lặng khởi động đấu khí ở trong cơ thể, cảm giác tràn đầy sức mạnh. Nhiều trưởng lão và đệ tử phần Viêm Cốc đã kéo đến, tạo nên không khí náo nhiệt. Ngô Thần Tam trưởng lão xuất hiện với vẻ mặt tự tin. Đường Chấn lo lắng hỏi Tiêu Viêm có quyết định chắc chắn hay không, và Tiêu Viêm gật đầu tự tin. Ngô Thần cười nhạt đưa ra điều kiện, nếu Tiêu Viêm có thể chống đỡ hơn 10 hồi thì sẽ trao Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Tiêu Viêm đáp lại với sự quyết tâm. Ngô Thần bắt đầu tấn công bằng đấu khí màu đỏ gây áp lực lớn. Tiêu Viêm cũng khởi động đấu khí và di chuyển nhanh chóng để tránh đòn. Trận đấu diễn ra căng thẳng với Ngô Thần liên tục tấn công mạnh mẽ, và Tiêu Viêm cố gắng né tránh duy trì sức chiến đấu.
Tiêu Viêm vừa tránh được đòn hiểm của Ngô Thần, thế nhưng ngay lập tức bị tấn công tiếp bởi một đấu kỹ quỷ dị làm cho anh bị đẩy ngã. Ngô Thần giải thích về đấu kỹ thần dương lạc thủ có thể điều chỉnh độ dài của tay, gây bất ngờ cho đối thủ. Tiêu Viêm nhanh chóng hồi phục và quyết tâm tiếp tục chiến đấu làm Ngô Thần ngạc nhiên. Ngô Thần gia tăng sức mạnh, triển khai đấu kỹ mạnh mẽ và tấn công quyết liệt. Tiêu Viêm đối phó bằng đấu kỹ tam thiên lôi động, thế nhưng vẫn bị áp đảo bởi tốc độ và sức mạnh của Ngô Thần. Hai người giao tranh dữ dội, tạo ra những vết nứt không gian xung quanh. Tiêu Viêm dùng lục hợp du thân xích để phản công, thế nhưng bị Ngô Thần chặn lại. Cuộc chiến tiếp diễn, cả hai đều bị đánh văng ra và va vào vách tường. Mặc dù Tiêu Viêm bị thương, anh vẫn kiên cường đứng dậy và thách thức Ngô Thần tiếp tục chiến đấu, thể hiện sự gan dạ và quyết tâm đáng nể. Nhìn thấy Tiêu Viêm bị thương thế nhưng vẫn kiên cường, các đệ tử của phần Viêm Cốc kinh ngạc trước sức mạnh chịu đựng của anh dưới sự tấn công của Ngô Thần, một cường giả bát tinh đấu tông. Đường Chấn và Đường Hỏa Nhi cũng ngạc nhiên trước sự kiên trì của Tiêu Viêm, người đã chịu đựng được 5 hồi giao chiến. Ngô Thần sau khi tạo ra một luồng áp lực lớn ở trên mặt đất, khen ngợi đấu kỹ của Tiêu Viêm, thế nhưng vẫn nhận ra sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên. Tiêu Viêm hiểu rằng để đối phó với Ngô Thần, anh cần phải cẩn thận và sử dụng toàn lực. Cuộc chiến tiếp tục với những đòn tấn công mạnh mẽ từ Ngô Thần, khiến Tiêu Viêm phải rút lui và bị thương. Tuy nhiên, Tiêu Viêm vẫn kiên trì và quyết tâm không bỏ cuộc. Anh nhận ra rằng nếu không sử dụng Phật Nộ Hỏa Liên, anh sẽ khó lòng kiên trì được đến cuối cùng. Tiêu Viêm đã sử dụng mánh khóe bằng cách tạo ra một màn tro bụi để che mắt Ngô Thần, sau đó dùng linh hồn phân thân để lừa đối thủ. Mặc dù Ngô Thần đã phát hiện và tấn công linh hồn phân thân của Tiêu Viêm, khiến hắn bị thương nặng, thế nhưng cuối cùng Tiêu Viêm thật sự đã xuất hiện từ đám tro bụi. Điều này khiến Ngô Thần tức giận và quyết định dùng toàn lực để đánh bại Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đáp trả bằng cách tạo ra một đóa hỏa liên tam sắc tinh xảo, gây ra sự ngạc nhiên cho mọi người, đặc biệt là Đường Chấn. Đóa hỏa liên tam sắc xoay tròn trong tay của Tiêu Viêm làm không gian rung động và nứt vỡ. Sự xuất hiện của nó khiến năng lượng trở nên cuồng bạo và nhiệt độ tăng cao, gây khiếp sợ cho mọi người, kể cả Đường Chấn. Ngô Thần với khoảng cách gần nhất cảm nhận rõ ràng sức mạnh hủy diệt từ đóa hỏa liên, thế nhưng lại không lùi bước, quyết tâm đối đầu bằng Thái Ất Hỏa La Trưởng. Cả hai bên đều không nhượng bộ, chuẩn bị sử dụng toàn lực để tấn công. Khi mà hai luồng năng lượng va chạm, không gian rơi vào tĩnh lặng và mọi người nín thở chờ đợi kết quả. Sự yên tĩnh kéo dài trong chốc lát trước khi mà một luồng năng lượng khổng lồ bùng phát, đánh bay Tiêu Viêm và Ngô Thần, khiến cả hai bị thương nặng. Cơn bão năng lượng lan rộng gây ra sự chấn động lớn, làm nhiều người xung quanh kinh hãi. Đường Chấn xuất hiện kịp thời sử dụng sức mạnh đấu tôn để khống chế và tiêu diệt cơn bão năng lượng, cứu mọi người khỏi thảm họa. Cuối cùng thì Đường Chấn tuyên bố Ngô Thần đã thua cuộc và giao Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cho Tiêu Viêm theo thỏa thuận. Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm và cảm kích khi mà được Đường Chấn giúp đỡ trong kỳ khảo nghiệm đấu 10 hồi này. Mặc dù Đường Chấn cho rằng công lao hoàn toàn thuộc về Tiêu Viêm vẫn biết ơn sự hỗ trợ này. Nhị trưởng lão cũng đồng ý không phản đối kết quả khảo nghiệm của Tiêu Viêm. Sau đó, Đường Chấn dẫn Tiêu Viêm và Đường Hỏa Nhi vào đấu kỹ các, nơi lưu trữ bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Trên đường đi, Đường Hỏa Nhi tò mò hỏi về kỹ năng hỏa liên của Tiêu Viêm. Thế nhưng Tiêu Viêm chỉ giải thích sơ lược để giữ bí mật về kỹ năng mạnh mẽ này. Họ đến đấu kỹ các, nơi cấm người ngoài vào. Tiêu Viêm khẽ gật đầu rồi khẽ đưa mắt nhìn sang xung quanh. Trong lúc mơ hồ thì hắn có thể cảm giác được xung quanh đây còn có những đạo hơi thở cường đại, hiển nhiên chính là hộ vệ của đấu kỹ các. Vậy là nội dung đấu phá tư không phần 5 tập 108 của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, bật nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.